Việt Nam dự thảo danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Việt Nam siết hoạt động quảng cáo trên Facebook, YouTube, các quang gặp sự cố, tốc độ Internet ở Việt Nam chậm. Đợt Covid-19 mới ở Việt Nam khiến khủng hoảng chip thêm trầm trọng. Huawei ra mắt 2 đồng hồ thông minh ở Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của người dân với dự thảo thông tư ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Theo đó, dự thảo nêu các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm một là thiết bị phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau, hai là thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT, ba là điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau, bốn là camera thông minh, camera AI, năm là phần mềm nền tảng số, sáu là sản phẩm an toàn thông tin, theo quy định tại luật công nghệ thông tin. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm bảo đảm được một trong những yêu cầu gồm thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao, có tiềm năng xuất khẩu, có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác, đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70 sửa đổi Nghị định 181 hướng dẫn luật quảng cáo, trong đó bổ sung một số quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Với Nghị định 70, trách nhiệm quản lý quảng cáo xuyên biên giới sẽ tập trung về Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, họ cũng phải cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng. Còn trong trường hợp phát hiện quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam sẽ thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn. Sáng 19 tháng 7, tuyến cáp quang biển quốc tế AG gặp sự cố trên nhánh S1H, kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế hướng Singapore và Hồng Kông, Trung Quốc bị ảnh hưởng. Trong những ngày qua, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc truy cập các website nước ngoài, vào Facebook Gmail chậm hoặc đơ hẳn, các video trên YouTube cũng chạy không ổn định, xuất hiện tình trạng giật lag. Hiệp hội Internet Việt Nam nhận định sự cố lần này có thể ảnh hưởng lớn hơn bình thường. Dù rằng các nhà mạng rất quen thuộc với việc cáp quang AAG bị đứt, lý do là nhu cầu sử dụng Internet đang rất cao bởi người dân đang phải ở nhà thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhà mạng cần nhanh chóng triển khai phương án dự phòng và bổ sung lưu lượng để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tại Việt Nam, một trong những quốc gia xuất khẩu thiết bị điện tử lớn trên thế giới, số ca COVID-19 hàng ngày tăng kỷ lục vào cuối tuần trước. Phần lớn trong số đó ở đô thị lớn nhất cả nước thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ven thủ đô Hà Nội, có các nhà máy sản xuất đồ điện tử, cũng bị ảnh hưởng. Quốc gia Đông Nam Á nằm trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu bị ảnh hưởng bởi mức độ lây nhiễm COVID-19 kỷ lục. Điều này có thể giáng thêm một đòn nữa vào nguồn cung chip toàn cầu vốn đang thiếu hụt. Samsung buộc phải cắt giảm sản lượng tại một trong những nhà máy điện tử tiêu dùng lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước sau khi bị yêu cầu phải đảm bảo chỗ ăn ở cho hàng nghìn công nhân để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch của chính phủ. Tuy nhiên, nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và màn hình điện tử lớn nhất thế giới khẳng định không bị ảnh hưởng lớn do sự gián đoạn này. Các nhà máy khác của Samsung tại Việt Nam sản xuất và lắp ráp điện thoại thông minh vẫn đang hoạt động. Huawei giới thiệu đồng hồ thông minh cao cấp thế hệ mới Watch 3 Series tại thị trường Việt Nam. Bộ sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế mới, chất liệu cao cấp, hỗ trợ eSIM thực hiện cuộc gọi độc lập và thời lượng pin ấn tượng. Watch 3 Series gồm Watch 3 và Watch 3 Pro là sự kết hợp giữa tính năng của đồng hồ thông minh và thiết kế của đồng hồ cao cấp truyền thống. Mặt đồng hồ Watch 3 thiết kế kính cong 3D vát tròn ở các cạnh và phần khung viền dạng bóng hoàn thiện từ thép chống rỉ, tạo phong cách cổ điển. Trong khi đó, Watch 3 Pro sở hữu kiểu dáng tròn truyền thống, mặt trước được làm từ kính sapphire tráng gương, tăng khả năng chống sốc, chống mài mòn. Watch 3 Series ra mắt thị trường Việt Nam với các phiên bản Watch 3 Pro giá 12.990.000 đồng. Watch 3 dây silicone có giá 9.990.000 đồng, phiên bản dây da có giá 10.990.000 đồng.